Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp tục lời văn xin kính gửi khắp nơi, chỗ nào có đạo tràng, anh chị em của mình trong phái Bụi Sơn Kiều Hương thì tiếp nhận. Bằng không thì xin kính thưa quý vị, bần sĩ cũng không có gì mà phải phiền buồn, không có gì phải lo lắng hết. Nhưng chỉ sợ, sợ có một ngày nào mình không có thể đứng mà nhìn thấy được cái cảnh vật đổi thay, và loài người sẽ ra sao. Thì xin thưa quý vị, anh em của mình, mình là người tu đạo, mình là người tu Phật, tu tiên, thánh, tu thần, thì tất nhiên mình phải quan tâm tất cả. Xin nối tiếp chương trình Quạnh hiu trong một cuộc đời của bần sĩ. Nhưng mà nói vậy chứ quạnh hiu trong một thời kỳ mạt hạ này, từng gia đình một của tất cả quý vị, anh em của mình, không phải quạnh hiu mà không nhà cửa ở đâu. Họ vẫn có tài sản của đầy đàn hết, nhưng mà tâm linh và linh hồn của các vị mà bị thất vọng cuồng điên đó, thất bại trên mọi việc, họ sẽ quạnh quẹ, họ sẽ cô đơn, sợ hiu quạnh, không thể nào mà tường được. Vì hiu quạnh và quạnh vẻ của cuộc đời con người đó, nó sẽ siết, nó sẽ tiêu tị, nó sẽ có nghĩa là không tỏa được. Nó đi sâu vào những nguyệt đạo thân thương kín đáo nhất của cuộc đời con người. Mà mình để mình hiu quạnh, vì mình hiu quạnh, mình còn ở với con, gia đình, tất cả đông đầy như thế này mà mình hiu quạnh một cách không thể thường được. Vì quý vị đã biết được rồi đó chứ ha? Sống với con, với chồng, với vợ, với anh, với em, họ có cứu mình được đâu, họ có chia sẻ gì mình được đâu, hay là họ mừng vui lợi dụng mình. Vợ lợi dụng chồng, chồng lợi dụng vợ, qua một cái cuộc sống mầm mống đau thương nhất mà họ nở nụ cười mơn trớn để họ đòi lại một cái số nợ, hay là họ nhờ nhỏ gì mình á, đằng họ sống thôi, đó là họ vui trong cuộc sống, và tạo thêm cái nghiệp quả và đòi hỏi lấy cho được cái sự mong muốn của họ và cái cuồng vọng của họ, mơ mộng của họ. Thì chính mình nè, chứ không ai hết. Ngày hôm nay chúng ta biết được rồi, không có cô đơn mà không có quạnh quẻ, mà không hiu quạnh đâu. Người vẫn giàu, vẫn có của, vẫn an vui, tự tại gia đình như họ hiu quạnh. Trong một đêm, trong một giờ, nghe tin nhắn, nghe tin qua, nghe tin trường, nghe tin của tất cả các vị, mình là con của Phật, hay là căn tiên, hay là mình là có cội nguồn, nhưng mà mình quên lãng, mình mê vui, mình mê tiệc tùng đó, mình bỏ đi một cái giờ giấc thanh đạm nhất. Một cái giờ giấc thanh tịnh của mình đã là một nguồn sức sống lâu ngày và tồn tại. Và được thanh tịnh, được quạnh hiu một mình, nó sẽ đưa mình đi đến mục đích, có nghĩa là về nơi tịnh độ, nhàn an. Đổi ngược lại đời đâu bao giờ nào mà đón tiếp những việc đó. Cho nên hôm nay thì quý vị nghe nói là hiu quạnh, tưởng tượng đâu là bần sĩ là một người hiu quạnh, không có ai hết. Ở rừng, ở núi, hay là ở bờ bụi nào đâu đó, để làm một cái việc gì mà không ai đỡ nâng, không ai tiếp
tục, không ai gần gũi, không ai này kia, nào không có đâu. Người mà đặt sâu vào cũng như lính mà tình nguyện đi đó thì bộ tư lệnh đều phải lo hết. Còn bần sĩ được đưa tuyển chọn sứ xuống đây thì trên phải lo hết. Không để buồn, không để khổ, không để cô đơn, không có gì. Có gì là họ tiếp tục nghe, để họ đỡ, để họ nâng, để họ giúp, để họ cứu, họ hòa giải, chứ không để cái vị này mà bị thất bại. Nói như vậy, nói cô đơn quạnh quẹ và hiu quạnh là nói với quý vị đó. Dù săn cả, dù vui rần rần rồ rồ, nhưng khi tối về nằm một mình, rồi chờ cái chết một mình, cái đau nhức của mình mà phàm đời đã tạo cho mình trong cái con người đó, nay vậy mày khác cũng có một mình chịu đựng, chứ không ai đến chịu đựng với mình đâu. Đó là gọi là quạnh hiu đó quý vị. Cổ bàn đầy hết tiền bạc xa xe, rồi xong rồi cũng quay về với một đêm buồn tẻ lạnh. Chúng ta các bạn đạo ơi, nhớ của mình thiếu cái gì, mình cần cái gì, rồi mình xin cái gì cho nó tròn ân tròn đạo. Chưa tối sớm tới chiều là thấy ông mình giỏi lắm nè, tài năng tài ba lắm đó, lục lão kiếm tầm. Nhưng mà nguồn gốc mình để mất lý chân tâm, không quay lại được, không tầm lấy được. Mình giàu có lắm đó, muốn gì cũng được. Nhưng có một điều, mình muốn bước trở lại quê hương. Hỏi làm sao ai dẫn dắt con đường, ai giới thiệu, ai mến thương mình nguyện đầu. Nhìn nhận cho kỹ đi chúng sanh ơi, có sổ bộ nay thiên đình lật sổ đi sự phân, thì chúng ta đạp biết bao nhiêu của cải ngàn cân, đã mất hết mà thân mình cũng mất. Than ôi khổ, quạnh quẹ cô đơn chiều buồn nơi tỉnh thất. Nhưng ta giận sôi nổi trong lòng để siêu bậc phàm phu. Bây giờ ta được ngồi tu, ta ra đã khỏi ngục tù thế gian. Tuy còn ở nhưng ta không có mang nặng ách, không có gông cùm, mà không có hoài sách đùm đéo. Quạnh hiu hiu, quạnh đói nghèo, nhưng ta giàu có hơn núi đèo thất sơn. Giàu tình cảm, giàu không hờn không dụi, giàu mà biết tu đã ở trong bụi thô sơ. Ta ngồi thiền nội không mơ, ta ngồi luôn đợi đêm chờ Phật ban. Như thế đó ta quá giàu sáng, giàu nơi thế cực chứ không có giàu chốn trần gian nghe tròn. Phải cố gắng để âu lo nhất một, đừng nghe nói hiu quạnh nghe trò rồi rồi mai mốt buồn hiu. Ngay bây giờ cũng có các vị không ít cũng nhiều thấy người như vậy, nhưng quạnh hiu trong lòng ai giải tỏa, mình còn mãi cùng gống. Nhờ ai mà dắt dần đưa mình qua biển đông sông hồ,
Ai người dựng đạo Nam Mô, ai người sẽ đắp sẽ tô đạo tràng. Có đạo hạnh đó hơn tia vàng thước ngọc, đâu có quạnh quẻ đâu trò. Mình được săn sóc từng giờ, tâm mình không mộng không mơ, lý kinh mình thuộc rồi đợi chờ Phật ban. Vui lắm đó, vui với ánh đạo vàng hực hờ. Đời nó nhìn muôn thở chê cười, thân ta đã là người, ta tu cho đắc cái đạo dù vàng mười sánh đâu. Giờ mình còn sống đó, mình lụm lặt từng câu, hy sinh từng một để đâu đâu làm tròn. Cố gắng tu tịnh đi bà con cô bác, da thịt phàm nè, thấy không, nó mục nát ra tro. Xin trời trời chẳng có cho, mình xin ông Phật lên đò được không. Giờ còn sống đó, đừng nghĩ mênh mông đại hải, mà giờ mình còn cũng đừng có bạc đãi vô nhân. Đối với người ở xa hay lại ở gần, hay ở tấn ở tầng cũng được. Ta chịu khổ đò chiều nước ngược, chốn sông mì buồn đò mấy lượt bơi qua. Chừng nào trở lại quê nhà, chúng sanh thức tỉnh ta hát bản nhạc ca trên đò. Đã đưa khách đó, còn dặn dò từ phút, thấy chưa ai là cốt nhục chớ ai. Ai tiên, ai Phật, ngày ngày mình tu, rồi mình thấy, mình gắng, chớ đừng phải thầy buồn. Cố gắng tu đi, để mình tập cái tuồng lỏng quá hồi, biết rằng ngày đó, đó tiên Phật về, triều nổi hiện ra. Đó là ngày dự lông quá, còn mình thiết lập mình là bậc người ta không còn phàm. Như thế đó đó, mình mới dự được, mình mới vui vẻ chốn nhà lắm. Mùa hoa đang nở, hoa cổ đàm nở luôn, nở hết thảy, chứ không có còn hoa buồn như mất xứ. Qua tiên ban Phật tứ đâu rồi, về đi trò ráng thanh tịnh mình ngồi, ráng tiếc rẻ, đừng có lôi thôi không có kịp. Đi ở đâu giờ nào cũng thoát kịp, mình đánh đổi tâm mình rồi có dịp viên mới. Thấy con sói đá chống gai, làm sao trò yên ổn ngày mai bớ trò. Nhưng học đạo lý đó phải dò bài bổn, học Phật tiên nguy khôn biết bao nhiêu, học tu tâm nặng nghiệp quả tội tiêu, không có ít cũng nhiều mất hết. Tu mãi mãi trong từng hoàng cho đến chết, tu hành cái bồ đề cho hết hạ quân. Tình thương dân tộc không sơn, tình thầy thương đạo còn hơn ngọc. Xin đâu có được, ráng sống đi cô chú chị bà nơi đất khách, hay ở một phi làng giờ không có cách ngăn. Nhớ rằng giáo lý thì dân, lời ta bần sĩ thương ngày đêm. Nói mãi mãi đặng kiềm thí sinh học, chưa nào có đâu ta ghẹo chọc mỗi ai.
đã hy sinh tháng lụng canh dài, mong đạo sẽ có ngày đắc hoa. Ân chưa có mà nghĩa tình chưa trả, còn quái là ai giao ác cho thầy mình thì hỏi đã thương đâu. Thật phàm mô mẹo kế sâu, lượng ra ta thương xót rồi âu bớ đời. Nói gì cũng được hết á. Khi đầy, khi lưng, khi mất, khi vơi, trở qua trở lại là cái đời gian manh. Chứ đâu có mở miệng ra nói chí khí tiếng lành, nói lời êm dịu để đổ chị anh lên đường theo. Khổ cách mấy đó mình cũng ráng đương ráng đá, để trải trên gầm cho cô bác nằm yên. Nay ta phát huệ cầu nguyện, cầu cho thế giới bình yên chớ cuồng. Để sống sót xem tuồng lóng quá hồi, dù ở chỗ nào hai chiều nổi như như. Trời thay đất lỡ bớ người, rồi trời thành lập vô dư gần kề. Tịnh tu đi cô bác anh em, mai mốt rồi về. Sát thân đừng giam mấy nữa rồi nặng nề nghe hôn. Mình tu tịnh mình phải có một cái linh hồn. Linh hồn mình chưa đựng như bồn chứng quán. Sớm gặp Phật đừng để xa uổng lắm. Lời ngài di truyền hơn chiếu gấm lót đường của loài người. Ngài giảng tình thương tại chúng bỏ đó, chứ Phật ngài đâu có bỏ. Tìm cho thấy để ta hiểu rõ, thức dậy học mà bài khỏi chuông mỏ vang vang. Vì mình tội lỗi mình mang, mình tu cho hết gian nan khổ sầu. Tự uyển chuyển rồi tự luận đối câu, nhìn đi rồi cạn hay là sâu, chính mình phải cố gắng đi. Đây là chốn sân trình gần thi cử, trống nhà trường sắp trỗi dậy tiếng ba. Bơ này đạo sĩ của ta, của trời, của Phật, rồi của Thích Ca Cổ Đàm. Tỉnh đi người, đừng có làm việc ác. Tỉnh nặng tu để mình tác cái biển trần, biển trong lòng nơi cửa mái quân dân. Như sóng thần dậy có ngày sụp đổ. Thầy bần sĩ hôm nay bình minh giác ngộ, tìm lối thoát cho loài người có chỗ vinh quy. Sao không về đó, vậy thì sao không cúi mặt niệm đi Di Đà, sụp mi lại để niệm ông cha mình cho xứng đáng. Mình nhước mặt lên hoài rồi kết bạn yêu tinh. Trời ơi ai cứu được mình, mình tu mình cứu mình đừng xin được nào. Ráng cố gắng đi chúng con ơi, làm sao cho vẹn. Rút gươm linh mài bén để dành, chặt đứt lìa cây đám ta tanh. Nó cướp giật, nó giành ngôi của Phật. Điểm thanh tịnh thì ngồi kiếm bậc, thấy bạn đồng hiền tỉnh giấc mà thương.
Bây giờ chánh chánh đường đường, để ta nồi gót về Tây phương an lành. Tại sao nói tiếng dữ được mà mình không có nói được tiếng lành? Còn tiền mình mua sắm quá chừng nhiều đó, mình không để dành để cứu nguy, cứu người bệnh tật, vậy thì đôi cơm khác nữa cũng như mình đi kia cả. Xin kính thưa cô chú chị bà, nếu niệm Di Đà là phải nghĩ suy, một câu niệm Phật phải đi, đi về tịnh độ rồi nghe cho nhàn. Niệm một tiếng thôi, cả làng nhờ nhỏi. Mà mình niệm được nhiều rồi thì mây khói tan đi. Niệm tâm để có cú quy, sao mình không niệm A-di hằng ngày? Đâu có tốn tiền bạc, đâu có bắt mình phải đi giấy hay bỏ công sức rồi đài đi đâu. Niệm Phật ở đôi câu trong trí, niệm nhiều rồi thọ ký Đức Quan Âm. Ngày nay con sám hối lỗi lầm, con nương cửa Phật con tầm A Di. Bồ Tát ơi, Bồ Tát xuống cứu nguy, con trăm mấy ngàn tội lỗi, vậy thì Ngài tha, chứng minh cho con đi. Con dùng Bát Nhã Ba La tâm kinh mà tịnh độ, do Phật Bà khai quang, hộ cho con đi đại Phật bước sang. Đừng còn nói nhảm chống trần gian điên cuồng. Tại sao mình cứ mãi lắm triệu muôn dơ dần, không có tu đi tinh tấn trong lòng. Sớ đất tiên đi để mình trực tiếp mình trồng, trồng giống thiện còn cây nào nồng dục bò. Tâm của ta nó sanh nhiều không rõ, sanh dơ bở nghe trò, rồi cây có trong gai. Bây giờ dọn đất nay mai, sửa đi miếng đất Như Lai ngọc ngà. Mặt tình quý cô chị chú bà, cứ gieo giống thiện rồi nhà nhà hưởng ân. Gieo gì hưởng nấy bớ hồng trần, mình gieo ác thảm thì ác cái gần mình đây. Nó đã tới đó con, ráng mà sửa xây thầy vui lắm. Nói chuyện gì mình cũng suy gẫm mình tu. Mực mày cho dạng sĩ nhu, con đừng có tu đạo mà ngu, thầy buồn không biết gì hết rồi. Cũng như khỉ mà bị nhốt ở trong chuồng, mùa men đồ nhéo nhắc, nhưng ở trong cái khuôn bị đài, cố gắng đi. Tình đạo Phật không được phai một nét, còn nghĩa kim bằng giữ vẹn thủy chung. Làm sao cho đến ni ngày cùng, nói năng mà chu đáo, chưa hiệp cùng chúng quý đệ, rồi tay dắt nhau đi về quê là sự sợ đặng ghi Phật Ngài. Tỉnh đi trò, tỉnh đi con, ngày mai con sẽ thấy. Nếu mình tỉnh được nhiều rồi, mình mới thấy mình ra cái bẫy gai trong. Chưa tu chưa thấy nào đồng, chưa đi rồi chân đâu có dẫm kèm trong mớ trò. Ráng cố gắng đi, đừng có lo gì nữa hết. Tuy mình đi làm nè, để kiếm ăn cho tới chết mà thôi. Ơn đền nghĩa trả cho rồi, con tu theo Phật, con noi dấu Ngài. Ráng cố gắng không? Tình đạo Phật chớ lợt phai thầy dặn.
nghĩa kim bằng lỗi lặng kiếm thâm. Tình anh em có chi cũng chịu dạ cấm, để nhịn nhục rồi tầm ra lý đầu. Nhịn một người ta đưa quà bao, nhịn được nhiều người là chớ đau trong trong. Nhịn đi cho được yên lòng, ta đang tắm suối hòa trong lòng từ. Ai nói phải cũng á ừ nhịn hết. Họ đến giết mình rồi, nhưng cái chết cũng không sao. Chết không có bệnh có đau, chết mà bị giết quá cao. Nghe trò trả món nợ đó quá to đời trước. Họ tìm mình họ giết cho được mình vui, trả rồi sao lại bùi ngùi. Tổng gia thấy vậy không vui rồi. Hơn đạo Phật giáo đó, hãy gặp cơn tai nạn, đó ngày vui, ngày kết bạn liên đài. Đó là nợ quá trần ai, do mình dãi trước ngày nay không lầm. Phải cố gắng nha. Tay mình cầm châu báu, còn miệng của mình là hoài bão vô cùng. Nói năng chớ đối chớ lạnh lùng, đừng xưng tôi xưng bác xưng hùng làm chi. Lúc nào cũng A-di-đà Phật, niệm đi con cho biến mất lòng tà. Niệm cho nhiều Phật ở không xa, ráng mà niệm ông bà cô bác. Tạo nhiều phước đó. Cũng như mình có trồng cây bồ đề đục mát, tạo việc lành có Bồ Tát ra tay. Tạo nhiều ta sáng như trăng mây, ta làm việc nghĩa ta không dài chỗ này. Chứng quả thật đó, sau này chúng con đắc đạo, sao loài người đó tay thảo bút cầm, nói tiếng ra đó không có lỗi lầm, không có lẫn giận như thú cầm la hét. Nay bần sĩ nói cho quý trò để dẹt, cô bác ông bà rồi mai mốt tường tri. Sáng mới rồi lại trưa thì, chút lát chiều tới thấy chi nó còn. Hôm nay thì bần sĩ cũng lượn qua thêm một phần ít để cho tất cả các vị anh em của mình. Ta nói nhiều kinh rinh không có nổi đó, nhưng cái này không phải kinh, này sám giảng. Nhưng mà nhiều kinh sinh mới nổi đó quý vị. Cho nên hôm nay mình phải ráng cố gắng, mình phải làm bằng cách nào chính mình chứng cho mình, công tâm mà nói, mình lo cho mình, rồi mình thấy được mình. Đừng bắt buộc ai thấy mình hết. Họ dòm không có phụng đâu, vì chúng ta đã có máy tuyệt vời, chúng ta sẽ rồi thấy hết. Ngày hôm nay là một ngày kết thúc chương trình mỹ mãn để xử tội và thưởng ban. Đó. Thưởng ở đâu vậy? Bần sĩ thưởng tại thế, giàu sang tại thế, giàu sang trở lại ăn mày tại thế. Sắc đẹp không cùng của tất cả các vị dùi trong chảo dầu, dùi trong đám săn, dùi trong bãi cỏ cháy, thì sắc đẹp ấy nó sẽ quay trở lại thành xấu hơn là ngược xấu. Thấy chưa? Đừng chê, đừng khen. Bình minh đi tất cả quý vị. Để thấy được trong một ngày thay cũ đổi mới của vũ trụ càn khôn. Cái gì nó cũng không có, tại mình bắt buộc nó phải có, tạo ra nó mới có, còn mà không nó không có. Nên như thế thì cái gì nó mất không có mất, mình chết cũng không mất. Mà giờ mình còn đây như là không còn, vì mình tê liệt hết tất cả cái còn mà nó lộn xộn, nó bày ra đủ thứ rồi, mình đã diệt hết rồi, là như thế.
thì quý vị phải suy nghĩ kỹ, chứ không phải đụng đâu tu đó, hay là niệm đủ thứ, nhất là lên xe ngồi lần chuỗi đó à, rồi niệm cho ta thấy sâu chuỗi dài nha, chừng ơi trên xe ta nhìn quá chừng bắt đầu không có gì đâu. Cái sâu chuỗi này là cái hạt nè à, nhưng mà chuỗi là chuỗi ngày đó, thấy chưa, chứ không phải là mình phải mang trên người, mình phải làm này làm kia có để bảo chứng nó là bạn của mình đó, bạn nhẹ thôi đó, nói vậy đó, chứ không có gì mà phải lo lắng nhiều nha. Xin mong hết tất cả anh em của mình phải cố gắng để dồi trao thêm nữa, dồi trao thêm nữa, mình thấy mình thiếu thì mình bổ sung thêm. Mình đi chiếc xe, mình nghe máy nổ, mình nghe biết hơi xăng hơi dầu chi đó vân vân, thì mình sẽ hiểu nó kêu, mình sẽ biết là nhíp láp mình xe sẽ bị gì à, gia bình xăng bị gì hả, như sao là như thế, không có gì phải ngại. Buổi tối bây giờ là buổi trưa ở tại rừng, giờ giấc tất cả anh em đã nghỉ ngơi hết, mọi người không biết tu đó, họ tọa nằm một giấc ngủ vì họ mỏi mệt quá, nằm là họ ngủ. Thì còn mình đâu có gì mà mỏi mệt, mình làm cực thiệt nhưng mà cái mỏi mệt đó không có, không có, chứ đâu phải nó có nha. Như thế thì thầy đã cho tất cả chúng con đã biết thêm một phần như sau. Có xôn xao đang tiếp tục chương trình để mình trao đổi với tất cả anh em của mình từ ở đây, ở đâu xa, từ ngoài tới trong. Đó là một cái câu chuyện cũng như là một bài giảng mà thầy đã cho biết đề tài của bài giảng đó. Bây giờ nói lại chừng khoảng nửa tiếng nữa là xong rồi, để kết thúc cái chương trình là hiu quạnh. Nghe vậy cái ta thừa thương bằng sĩ quá, thương thầy quá, hiu quạnh quá, có một mình có đâu, quý vị lầm rồi đó. Hiu quạnh là chính là quý vị đó, thì con đâu có hiu quạnh gì đâu, con sung sướng trời, có chủ nhật cái con cháu rồi là ăn tiệc tùng quá lớn, tiền xài không hết nha. Nhưng mà xài bằng ngày đi, xài cho đã đời đi. Có một đêm tàn về nằm quạnh hiu, hiu quạnh, có một mình, rồi chết một mình, rồi bệnh một mình, rồi lãnh cái sự việc một mình đó, có hiu quạnh hay không? Còn bần sĩ vô danh này đâu có gì phải hiu quạnh. Đã nghe lời của Đức Quỳnh Giáo Chủ, của chủ tể của chúng ta, thì mình cứ tu đạo, làm những việc đúng cư sĩ tại gia, mài dũa thân tâm mình lúc nào cũng thường an lạc. Mình muốn an lạc ha, mình muốn cái gì thì cho nên mình. Cho nên hôm nay chúng ta đừng để mất cái tình gì, chúng ta đừng để mất cái nguồn cội của phái Bộ Sơn Kỳ Hương Phật giáo. Phải cho nó có một ánh sáng, phải đào tạo, phải làm một cách nào, đó là do quý vị đó, do tất cả anh em của mình ráng tu. Nói tu cũng chết, không tu cũng chết, tu cho chết, chết cái tham lam, cái xấu hổ, cái mà nó là thành cồn, thành bãi dơ hôi thối đó, nó đóng băng đóng tiếc nhiều đời nhiều kiếp, mình tu cho nó, tự lấy cái Phật lực tu để tống ra, niệm Phật để ban ra, tu cho nhiều để dứt khoát nghiệp quả của mình. Chính mình dai chứ đâu có ai dai đâu. Nói như vậy thì xin kính thưa quý vị, kể từ đây mình làm việc gì cũng vậy, nhớ mình tu đừng quên. Mình quên một ngày là thấy thất bại rồi đó. Thì thầy có cho cái trong cái bài trước đây đó, chỉ sống một ngày. Nhưng bây giờ thầy nói là một ngày của thiên đó, quý vị, là 30 niên của đời. Một ngày đó mình tính gì? Tính gì đây? Tính tu giải thoát. Yên nhiên, ròm ràng quá, nó cũng không có gì gì trong mũi hạ quân. Trong cuộc đời tàn rồi mà mình còn đi lượm lặt móc môi làm cái gì đấy, mà mình không biết cái thân mình là ngọc ngà châu báu.
sắp đi mình hưởng được đó. Vì nếu mình tạo thì mình đã hưởng chứ, ai hưởng cho mình? Hôm nay thầy được gặp tất cả các vị, đây là sự quyết định của thầy đang làm cùng chuyện, mượn quý vị hộ pháp và đến đây để nghe, vừa học đạo vừa hộ pháp lành, vừa tiếp tục chương trình tinh thần của mình để phụ cầu nguyện thần linh ở bốn cõi cùng là tất cả năm non bảy núi dưới đức thầy Phật thầy, để đưa tất cả những lời lẽ ngôn từ hiền hậu mà trên đã sứ xuống đây đã đi khắp tất cả mọi nơi trong và ngoài bốn biển năm châu hoàn cầu thế giới. Chứ nếu trễ đã rồi thì tâm khởi giặc loạn, bảo dừng dừng để đi tất cả bà con, nước nào mạnh nước nào tròn đau hoa, không có nước nào mạnh bằng nước Cực Lạc Di Đà đã. Nước Tây Phương đảo kia kìa rồi hối hả về mau, không tan không mất giờ nào, không nhà không cửa không đề lão nghe tròn. Nước Cực Lạc mạnh lắm nhưng không có to, không có lớp đi mò rồi than khóc nay mây. Nước nào mạnh nhất đức ngài về đi thì chỉ nước của Như Lai Phật đường, đó là nước của cảnh Tây Phương. Thầy kêu tất cả dạng đường tạm ngưng, sanh rồi diệt tạo chi đó, tâm như đám rừng cuồng phong sắp tới mà lửa hừng đốt thiêu, không mời ắt lại cũng chiều, tỉnh đi đừng cảnh đừng kêu nghe người, tỉnh đi tu để vui tư như một, để ta sống còn rường cột của nam gia, bình tu trả hiếu mẹ cha sao cùng ăn lạc thân ta được thành. Ráng đi ba tánh, ráng đi chúng sanh, cái cây còn nở rồi cội nhành sanh ra, chúng sanh ở cõi ta bà nếu sanh ra quỷ ra ma thải người. Ráng cố gắng dập tắt đi để vui tươi đón tiếp ngàn muôn ức năm để có dịp tẩy trần, để rồi mình thấy hội hoa dân, tới hội hoa Phật thì hồng trần thành tiên hết. Nếu cãi là Phật chắc rằng mình phải chết, mình chết với cảnh loạn cuồng, mình hết đi còn ở đâu, tội gì thức trắng cánh thâu, để lo cho thế sự rồi hơn thua từng câu bạn bè. Tội gì đâu vậy mà họp mà hẹ, mà không trong mi trong mắt cứ để chữ về mình đeo, tội gì đâu sợ đói rồi lại sợ nghèo. Mình còn hai bàn tay mình làm được thì mình cứ đi theo chân truyền. Có cơm ăn, có áo mặc mà được thuận duyên, ta gặp với bạn hiền là liệu thuốc hiểu chưa. Chiều buồn ở bên sông thưa, nhìn kìa dòng suối chiếc đò đưa, ông còn đỡ đạo đó, mắt ông tròn không có rơi phe. Nếu chúng sanh mà về hết rồi thì đò ghé rước ai, còn nghịch tâm còn hung dữ trần này, ông còn mượn xác để xuống trần ai khuyên đời. Nếu thịnh vượng rồi đó thì ông ở nơi Cực Lạc vui chơi, xuống miền đại hả chịu đời dâm
Buồn ai ta nói lời ra, buồn đời theo quý theo ma hết đi rồi. Từ đông tây nam bắc từ núi đồi, ta nhìn mà ta thấy chứ ôi rồi còn đâu. Tại sao vậy? Rồi hầu không biết chính mình làm mà tai điếc chớ mắt lờ, giả điên giả dại thờ ở. Còn ta mà điên của chư Phật chờ thi dân. Người bó đáo cốc cằn hung ác, làm sao Ngài Bồ Tát chứng minh? Nếu ai có đạo ráng gình, chẳng nuôi rồi đừng bỏ, chớ đạo mình nở quá. Tâm là Phật, chính ta là Phật, ta chưa thành siêu bậc chứ ai giờ. Học thông giáo lý thi thơ dân lời, mà Phật dạy chưa bất ngờ thành luôn. Sáng quốc hận chiều buồn lẫn lộn, có một thân mà căng bổn chưa rụm mà trời. Về đi khắp cả mọi nơi, thầy mình còn chờ đợi chứ cuối đời mới ra. Ngày quá sợ ta bà gian dối, đã lấp ma mờ lệ lỗi của Phật Ngài. Thật là nhìn thấy lợt phơi, bớ này mà ba tánh gái trai ráng nhìn. Tâm khô khan kết tình tụ gấp, đặng sau này mình gặp thánh thần gần rồi mở hội chứ tân dân. Hạ quân sắp ba hết thì thượng tầng thượng quân. Đừng bày trò thua hơn giả dối, ai khôn ngoan diện mối quay về, ngày sau bản hộ chữ danh đời. Thần người ta đắc đạo rồi ta về chớ ai. Tu đừng có nghe ai biệt lập, nói rằng tiên phải gặp kia cả, đó là tiên giả tiên ma, chính ta là tiên thánh chưa vậy mà nào sai. Làm cho đúng thành ngay thần thánh, tu cho yên đi cu cảnh niết bàn. Đừng tu tích tịch tình tan, đừng tu giả dối ngụy trang nghe đời. Công của ta mở lời chỉ xiết, trên bào ta phải diệt cho rõ ràng. Chỉ còn phút cuối trần gian, rồi trời với Phật chưa đổi màn. Lập trở lại cung đài mở hết,
sửa cho chiếc thuyền đoàn kết lời quá. Từng hoàng mấy tao không xa kêu, này anh chị rồi nghe ta chưa si bằng. Đừng có hỏi về gần ông ấy, ông ở đâu không thấy ông nè, ông ở đằng trước sau hè, ở đông mà ở bắc, ở nam mà về làm chi. Đừng có hỏi tu đi mới kịp, ta dí như bềm bẹp kêu hoài, kêu chừng nước lớn không hay, cứ kêu mà mãi mãi rồi kêu hoài không thôi. Ráng thanh tịnh rồi ngồi kiểm đạo, nếu ta còn sắp sáo hiềm thu thì giờ bắt buộc phải tu, tu cho mà xóa hết chưa hiềm thù mới quen. Thầy đã dẫn cho rõ ràng như các tu mau đi thầy dắt cho về, về nơi bãi núi sơn khê gặp ngài mà Di Lặc chưa bồ đề chấm mà cho. Đức thầy dạy không lo tu đạo, cư sĩ tại gia tay thảo chưa bút lành. Tròn ân, tròn nghĩa với chị anh vợ chồng mà chung thủy, không đành tránh chưa làm mà gì. Tổ quốc dương lập đời trở lại, đặng nổi ngôi thương hải huynh đời. Vợ chồng đừng phụ gia thế, thì chung rồi nương náo chưa lời thề tông gia. Đặng dạy con sơn hàng xa tất, phải trùng mình dìu dắt chứ người hiền. Tu đi thành Phật thánh tiên, nhưng rồi ta phải chưa thường xuyên làm gì. Đừng ngồi đó trông thì ta hương, không trồng dẻo rồi tưởng rồi mầm. Nhất là cư sĩ tu tâm tháng ngày phải gội rửa, đừng sai lầm đắc mau. Sự sinh sống không giàu không mạt, có thân cây Bồ Tát chơi nương nhờ, tình thương thầy tổ chưa vô bờ. Ngày về ngày đã chưa phất cờ lập dân, nay bần sĩ chưa hiền thần quân tử. Nói đức ngài gìn giữ hòa trang, ta đâu có biết giàu sang tiền muôn mà bạc cá lưỡng chưa đầy trang làm chi. Tu từng bước chân đi từng nhịp, mới thoát mau ra kịp tâm đồ, chớ không về ở xứ mô kỳ này phải khổ rồi tâm mà đồ việc thiếu. Tam đồ khổ quỷ yêu đâu biết, đói không no rên siết
tứ giờ. Bệnh đau nằm suốt đời chờ không có miếng thuốc, chứ hiện giờ làm sao? Còn rách rưới kêu gạo lạnh teo, không áo quần mền chiếu đắp chăn. Thấy chưa ba, cảnh khó khăn tam đồ việc khổ, rồi sang bằng trời tru. Tại chúng sanh mờ lu không rõ, tưởng mượn chuông mượn mỏ hằng ngày, bắt người ta lấy rồi đài. Ẩn dương đà nương Phật chưa coi ngài không mở ra. Không phải ta nói xấu, nói ra đây nguyện thâu mấy tầng, ai tu bằng sĩ vui mừng. Đò chiều chiến chót chưa tại rừng chờ đưa, bão sắp tới mây mưa quá rồng. Kiều dân ơi mơ mộng dứt liền, để lo tu niệm thường xuyên. Mình còn làm lũng kiếm tiền sinh ở giới, đâu phải tu ngồi hoài ở đó. Phật thầy, đức thầy đề sáng tỏ như trăng. Nghe đi giáo lý thi văn, rồi tường rồi tấn cho rồi hằng đặng tu. Nam Mô Di Đà Phật. Hôm nay thì trong buổi trưa về ở tại rừng Bùn ở gần Sa La Sớm Đạo, xuyên qua là thấy rồi đó. Thì bần sĩ ở chỗ này, ở chỗ kia, ở chỗ nọ nương náu, chứ không có nhà cửa hay là chùa hay là một cái cảnh nào đền thờ lăng để chỉ cho quý vị. Nhưng chỉ con đường giải thoát, chỉ con đường tu học, chỉ con đường quý vị phải tu cho kiếp mau. Đó. Tu hồi mau mau coi lập đời, đừng ngồi nhìn đó hỡi người ơi. Không gieo chờ đợi mai gặt hay, chắc lẽ ta phân quá lỗi thời. Mình ráng mình tu đặng cho mình, đừng cầu đừng bái đừng có xin. Tội mình biết tâm hay dầm, mình xóa mau đi để kết tình. Đức Phật thương yêu chúng sanh vợ, hơn cha với mẹ bớ đời ơi. Ngài lo chiêu chích từng lượng sông, ngài sợ chúng sanh bị chơi giới. Lỗi lầm tỉnh ngộ có sao đâu, ngày mai gây hấn nỗi khổ sầu. Nay ta thức tỉnh đâu còn nữa, mà buồn mà hỡi dạng lo âu. Ngày kia hung dữ nay hiền rồi, cũng như biển hỡi với rừng đồi. Săn bằng một chút ôi lấp hết, có gì mà sợ bớ dân ơi. Tỉnh mộng đi trò, thấy rồng mấy không tỉnh đua chen tao với mày. Đánh nhau cho chết ôi còn đánh, đánh mãi đi con trời đã rầy. Tại sao không tỉnh để rồi về, mang nỗi đau sầu còn u mê. Sĩ bằng nói chút rồi sẽ nghỉ, mong sao cô bác
Hồi về quê, quê ta xứ Phật không ở đây. Về đó đi mau gặp Phật Thầy, mười phương có Phật ôi đầy đủ, tại vì bá tánh chẳng có hay. Theo bậc tà giáng muốn làm trời, đùa đòi cao thấp bớ người ơi. Tu chưa một chút làm bề bộn, cống cao ngạo mạn chẳng thành thơi. Bị triệt hết rồi bớ nhân dân, tài ba lỗi lạc gặp hung thần. Ta hiền ta tịnh đâu có tồn, còn mãi trên đời cả hồn thân. Quỳ hãy xuống đi niệm Phật Ngài, chúng con trước đã quá cuồng sai. Mê sắc mê tài mê quan đó, nay đã tỉnh rồi thọ pháp lại, không còn tái lại nữa làm chi. Niệm Phật đặng tu chẳng nghĩ gì, thôi rồi kết cuộc bao nhiêu đó. Anh chị chú bà chớ nghĩ suy. Gian nàng đầy tới chưa ngập tràn, bình minh xa lắm đạo tràn rãi ơi. Nghe bần sĩ mở lời rất tuyệt, vì bề trên bảo việc kéo cho phàm việc ra tiếng việc cho người nam. Nói cho sâu sắc cho họ làm hiền nhân, nói rằng Phật ở gần họ đó, phải duy trì gắn bó bên trong mình tu theo Phật đái lòng. Đừng nên sốc sáo chưa gieo trồng ác mang. Ta nói rồi thân ta cũng tình, kể từ đây không dính làm gì. Chọn ngày lộc để ra đi ơn trên cầm sổ rồi khi bị đòi. Bà tánh ơi đừng soi không thấy, nghe lời truyền dùng giấy mau mau kiếp đi xa bậy chớ ngăn rào. Dù cho bên tấn chớ bên tàu bên ngang, chỉ có một ông cha thượng đế, chỉ có dòng đức mẹ chứ suối tiên. Mau mau tắm mát làm hiền, đừng nên mà cái nữa đó mang nguyền nghe hôn. Có ông chủ càng khôn sắp ba đặt, để rồi coi cái bậc chứ phạm ở đây. Ai xưng bá lại chứ xưng thầy, xưng vua mà xưng chúa chứ giờ này rồi trôi. Nói cho rõ làm tôi làm thiệt, thì đâu còn ly biệt chia tay. Nói một rồi chớ nói hai, cầu ba tánh gái trai khắp miền. Nam mô Di Đà Phật. Hôm nay thì bần sĩ sẽ tiếp tục cái bài mà quạnh quẻ với lại quạnh hiu đó.
cũng có nói với tất cả quý vị rằng ta không có quạnh hiu đâu, vì ta biết tu rồi mà. Không biết bao nhiêu thiên binh vạn tướng, mà không biết bao nhiêu long thần hộ pháp, chư thiên chư vị Bồ Tát thấy người tu cũng là ủng hộ đó. Đó là viên ngọc quý đó quý vị. Còn nếu mà người không tu rồi mà sốc sạo thù hận đa múa thì phân thây không thường được đâu. Ai hộ? Đâu có ai gia hộ đâu. Vì kêu réo cúng bái khắp trời cũng không có ai gia hộ hết. Vì Đức Phật và tất cả các ngài đâu có dụng cụ phàm phu nữa đâu nha. Như thế thì thôi, tất cả bà con anh em của mình, nếu được lời của bần sĩ có thấy nghe được rồi đó, thì ráng kiếp kiếp mau mau để trễ đỏ, bổn bài sớm tối ráng âu lo, học hành cho đạt rồi thi cử, thi cử được về xứ tự do. Nam mô Di Đà Phật, thầy xin chúc lành hết tất cả quý vị nha, anh em của mình.